quý vị, thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phan Thiết tại tỉnh Bình Thuận cho biết, cơ quan này đã thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Hùng, hay còn được gọi là Hùng Vịt Cùi, 41 tuổi, trú tại phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, là một giang hồ ở Mũi Né, để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản và cưỡng đoạt tài sản. Để thực thi lệnh bắt giam bị can Nguyễn Văn Hùng, chiều tối 6 tháng 7 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phan Thiết đã phối hợp phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh Bình Thuận huy động hơn 20 cán bộ chiến sĩ khống chế Hùng tại nhà riêng, đưa về trụ sở công an phường Mũi Né để công bố quyết định bắt tạm giam 3 tháng. Sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra khám xét nơi ở của bị can Hùng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Theo điều tra ban đầu của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phan Thiết, một người phụ nữ trú huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai là người quản lý điều hành nhà nghỉ Thành Trung 2 có địa chỉ tại phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết cho bị can Nguyễn Văn Hùng cầm cố chiếc điện thoại với giá 3 triệu đồng. Do không có mặt ở Phan Thiết nên chị này cho nhân viên tiếp nhận đồ cầm cố là chiếc điện thoại và đã giao tiền cho bị can Hùng. Khi về đến nơi, chị này mở tài sản cầm cố được bị can Nguyễn Văn Hùng gói kỹ trong giấy bóng và cột dây thun bên ngoài, mới biết bên trong chỉ là cái vỏ ốp điện thoại, không có bộ phận bên trong. Sau khi nghe chị này gọi điện nói không có bộ phận điện thoại bên trong, Hùng Vịt Cùi hứa sẽ trả lại tiền, tức 3 triệu đồng. Nhưng sau đó, bị can Hùng liên tục giở trò, đến nhà nghỉ của chị này tạt nhớt, đập phá, gây áp lực buộc chị phải bồi thường chiếc điện thoại iPhone có giá 26 triệu đồng cho bị can Hùng. Sau khi trưng cầu, Hội đồng định giá tài sản xác định thiệt hại của nhà nghỉ Thành Trung 2 là 8,3 triệu đồng, nên cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phan Thiết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố Hùng về hành vi cố tình hủy hoại tài sản và đang củng cố hồ sơ làm rõ để khởi tố Hùng về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Đáng chú ý, theo công an thành phố Phan Thiết, Hùng Vịt Cùi là đối tượng cộm cán từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích và tiền sự đi cai nghiện ma túy bắt buộc. Sau khi ra tù, Hùng Vịt Cùi thường xuất hiện trong các vụ việc lấn chiếm, tranh chấp đất đai và đòi nợ thuê ở Mũi Né, thường xuyên gây mất an ninh trật tự ở địa phương, gây tâm lý hoang mang trong các khu dân cư ở Mũi Né. Việc bắt giam Hùng Vịt Cùi được người dân địa phương đồng tình ủng hộ. Nước chuyển màu nâu đỏ cùng lớp màng trắng nổi lên khắp nơi. Cá chết la liệt. Đây. Đây. Và đây nữa. Cua với ốc với tất cả tôm với cá là chết hết. Không có một con mà để họ bắt nữa. Màu nước này là hiện tại là dư nó chuyển sang màu đỏ đây. Mà lâu thì nói thật với bạn các đồng chí chứ cũng 2 năm rồi, chứ không phải là dư với bắt đầu nữa mất. Đây là thực trạng thời gian qua tại khe Sào chảy qua địa bàn xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Cho rằng trang trại nuôi lợn nằm trên địa phận tỉnh Thanh Hóa gây ô nhiễm môi trường, chiều ngày 4 và sáng ngày 5 tháng 7 năm 2024, hàng chục người dân thôn 13 Lâm Sinh, xã Nghĩa Yên tập trung về khu vực khe Sào thuộc địa phận thôn 13 Lâm Sinh và khu vực trước cửa trang trại chăn nuôi lợn Bãi Trành của công ty cổ phần chăn nuôi Tâm Việt tại thôn 10, xã Bãi Trành, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, để gây áp lực, yêu cầu cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An và tỉnh Thanh Hóa làm rõ việc nước khe Sào đang có dấu hiệu bị ô nhiễm nghiêm trọng. Trước tình hình này, sáng ngày 5 tháng 7, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An đã đến hiện trường kiểm tra phản ánh của người dân. Là tất cả mọi người dân là đều lên cái vùng của nhà tôi tưới tiêu là tắm rửa về là bắt bò cua bắt ốc vì nhà tôi là bản mà dân bản là ăn về nước khe, sống với nước khe. Mà từ khi có trang trại lợn ở trên nở xuống xả nước xuống đấy là không có một người bản dân mới giảm xuống khe nữa, bởi vì là xuống khe sọt nước rin sọt mà. Cua với ốc với tất cả tôm với cá là chết hết. Không có một con mà để họ bắt nữa. Riêng như 2 năm đi là không có một người dân bản gian á, là không có một người dân mới để tặng vì các thứ nấy lô kêu Hùng của nhà tôi. Mà Hùng nhà tôi là cách đấy khoảng 5 cây. Hùng nhà tôi rồi nữa là cách đấy khoảng 5 cây mà nhà tôi là chuyến tưới tiêu với tuyến. Các thứ mà 2 năm đi là không đúng người dân bản gian, không ai dám tặng vì các thứ nữa. Ghi nhận tại hiện trường, khe Sào chảy từ địa bàn xã Bãi Trành qua khu vực trang trại chăn nuôi lợn Bãi Trành của công ty cổ phần chăn nuôi Tâm Việt, sau đó xuôi xuống địa phận xã Nghĩa Yên và một số xã khác của huyện Nghĩa Đàn trước khi đổ ra sông Hiếu. Đoạn khe từ khu vực trang trại chăn nuôi lợn Bãi Trành đến khu vực xã Nghĩa Yên, nước có màu nâu đỏ bất thường, bốc mùi hôi thối, dọc khe nhiều loại cá tự nhiên chết trắng. Người dân nghi ngờ nguồn nước khe Sào đang bị ô nhiễm nặng do trang trại lợn xả thải. Thì xà với các nợ về mà về rồi nói rồi cùng rồi. Nói chung là nhà tôi mà hơi cùng làm nợ lắm. Nhưng mà xong rồi cùng rồi đi đấy. Đây nước gì nói chung là cùng đợt nhà tôi nói á, làm mạnh á. Thì cũng đợt được mỗi những kiểu vài tháng á. Xong rồi nữa cái gì. Nữa cái gì thì dân cũng đồng tình đây cũng kêu. Nhưng mà kêu mô để đó mà.
kêu đâu để đó thôi, họ không có ai vô giải quyết cho nhà tôi không. Màu nước này là hiện tại là nó chuyển sang màu đỏ đây, mà lâu thì nói thật với bà các đồng chí chứ cũng 2 năm rồi, chứ không phải là dư vì bắt đầu nữa mất. Mà dân chúng là cũng nợ lắm, gọi kéo gọi lắm, cùng nói họ cũng phản các dân đi làm quá có thể cá chết đấy, cùng đăng lên cùng chia sẻ xong nó cùng gọi xà đấy, xà gọi lang xong đấy, đến xà xong. Ngày 5 tháng 7 năm 2024, Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Thanh Hóa thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân, Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Đàn tại tỉnh Nghệ An và đại diện người dân thôn 13 Lâm Sinh, xã Nghĩa Yên kiểm tra khu vực khe sào và trang trại chăn nuôi lợn bãi chành của công ty cổ phần chăn nuôi Tâm Việt. Tại khu vực khe sào phía hạ du cách trang trại chăn nuôi lợn khoảng 500m, lực lượng chức năng ghi nhận nước khe có màu nâu cánh rán, trên bề mặt nước có váng và có hiện tượng cá tự nhiên chết. Khi kiểm tra trong khu vực trang trại, lực lượng chức năng ghi nhận thời điểm kiểm tra nước thải trong trang trại sau khi xử lý được thải ra hồ chứa, nhưng hồ chứa không lót bạt thành và đáy hồ, tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ nước thải từ ao sinh học ra môi trường. Thời điểm kiểm tra cũng không phát hiện trang trại lắp đường ống hoặc các đường thải khác để xả nước thải ra môi trường. Cơ quan chức năng cũng đã lấy 4 mẫu nước, gồm 2 mẫu nước thải của trang trại chăn nuôi lợn bãi chành, 4 mẫu nước mặt, gồm 2 mẫu nước khe sào phía địa phận tỉnh Nghệ An, 1 mẫu nước khe sào địa phận tỉnh Thanh Hóa, gọi là suối tổng kho phía trên trang trại và 1 mẫu khe từ phía trang trại thải ra suối. Trong thời gian chờ kết quả phân tích các mẫu nước để xác định khe sào có bị ô nhiễm hay không, đoàn kiểm tra đã yêu cầu công ty cổ phần chăn nuôi Tâm Việt gia cố bờ bao ao sinh học cuối cùng đang chứa nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung, đảm bảo chống thẩm thấu, chống rò rỉ nước thải ra môi trường, thời gian khắc phục xong trước ngày 5 tháng 8, đồng thời lắp đặt biển báo chỉ dẫn điểm xả nước thải ra môi trường, lắp đồng hồ đo lưu lượng nước xả thải ra môi trường, lắp công tơ điện riêng cho hệ thống xử lý nước thải. Ông Phạm Văn Tuấn, trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Như Xuân cho biết, trang trại chăn nuôi bãi chành bắt đầu hoạt động chăn nuôi từ tháng 11 năm 2023 và hiện vẫn đang trong thời gian nuôi thử nghiệm. Ông Tuấn cũng cho biết thêm, thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa đã nhiều lần lấy mẫu nước để kiểm tra trong giai đoạn nuôi thử nghiệm và các kết quả đều bình thường. Trang trại chăn nuôi lợn bãi chành của công ty cổ phần chăn nuôi Tâm Việt được Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 1 năm 2021, công suất 2.400 con lợn nái và 20.000 con lợn thịt một lứa, diện tích trang trại rộng 19 ha. Sau khi xây dựng xong, tháng 11 năm 2023, trang trại bắt đầu chăn nuôi và hiện đang trong giai đoạn nuôi thử nghiệm. Thời điểm hiện tại, trang trại đang nuôi 12.000 con lợn.